nhận bao nhiêu tiền của đại diện các doanh nghiệp? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo có hai cái nội dung liên quan đến cái việc nhận tiền. Liên quan đến các chuyến bay combo thì là bị cáo nhận tiền là khoảng 27 tỷ ạ. Thế còn liên quan đến cái chỗ khách lẻ về nước thì bị cáo nhận tiền là khoảng 15 tỷ ạ. Tổng cộng là bao nhiêu số tiền? Khoảng 42 tỷ đồng ạ. Cái số tiền này bị cáo sử dụng vào việc gì? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo cũng do không có hiểu biết nên là khi bị cáo nhận được những cái khoản tiền như vậy thì bị cáo cũng đã cho người thân vay rồi và cũng có đi đầu tư về đất đai. Bị cáo đầu tư đất đai đâu? Dạ, vay. Bị cáo có một ông chú ở quê ở Thái Bình, ông chú họ của bị cáo vay, và bị cáo có đầu tư một số mảnh đất là ở Ba Vì, ở Mũi Né, rồi ở dưới huyện Hoài Đức. Thì cái nội dung này bị cáo cũng đã tường trình rất là cụ thể và chi tiết với đại diện cơ quan điều tra và viện kiểm sát tối cao. Với cái vị trí như vậy thì bị cáo nhận 42 tỷ thì bị cáo không đưa sai? Dạ vâng ạ. Có đúng thế không? Dạ, bị cáo cam đoan là bị lời khai của bị cáo là sự thật ạ. Số tiền gia đình bị cáo đã nộp trả lại là khoảng 27 tỷ trên 42 tỷ đồng. Rất nhiều các bị cáo trong nhóm doanh nghiệp hai phiên tòa trong hai ngày hôm nay đều khai là bị cáo trong quá trình tiếp xúc, thứ nhất là đưa ra những cái giá yêu cầu doanh nghiệp phải đáp ứng, thứ hai là thậm chí có những cái lời nói quát thanh họ. Bị cáo có ý kiến gì những lời khai này? Dạ, kính thưa hội đồng xét xử, thì bị cáo vẫn khẳng định là những cái lời khai đó của các bị cáo là doanh nghiệp đó là hoàn toàn không đúng sự thật.